Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Lại tấn công thủ đô Kyiv bằng máy bay không người lái Kamikaze. Các quan chức cho biết, thủ đô Kyiv của Ukraine đã bị tấn công vào đầu giờ sáng thứ Hai với khoảng 28 máy bay không người lái Kamikaze của Nga, một tuần sau khi các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong cho dân thường trên toàn quốc. Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công sáng thứ Hai ở Kyiv xuất phát từ cái gọi là máy bay không người lái Kamikaze, còn được gọi là máy bay không người lái Shahed của Iran. Nhiều tiếng nổ vang lên ở Kyiv, bao gồm cả những tiếng nổ rất lớn vang vọng khắp trung tâm thành phố. Vụ nổ đầu tiên được báo cáo vào khoảng 6 giờ 35 phút sáng theo giờ địa phương. Vitaly Klitschko, thị trưởng của Kyiv, nói rằng đã có ít nhất hai vụ nổ ở khu Shchenkinki, nằm ở trung tâm thành phố. Thị trưởng cho biết một đám cháy đã bùng phát tại một tòa nhà không có dân cư trong quận, và các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Vụ nổ ở quận Shchenkin, ở trung tâm thủ đô. Tất cả các dịch vụ đang đổ dồn về đây. Sẽ có chi tiết sau. Cảnh báo trên không vẫn tiếp tục. Hãy ở trong nơi trú ẩn. Chúng tôi đang làm rõ thông tin về những trường hợp thương vong, ông nói. Khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ của Nga vào ngày 10 tháng 10, cách đây đúng một tuần. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công hôm thứ Hai, và hơn 100 người khác bị thương. Tổng thống Zelensky tuần trước cho biết Nga đã sử dụng máy bay không người lái Shahed do Iran cung cấp trong các cuộc tấn công đó, cũng như các hỏa tiễn của chính Nga. Yermak kêu gọi quốc tế giúp cho Kyiv nhiều hệ thống phòng không hơn và càng sớm càng tốt. Ông nói, chúng tôi cần thêm vũ khí để bảo vệ bầu trời và tiêu diệt kẻ thù. Các cuộc tấn công cũng đã được báo cáo ở khu vực Sumy của Ukraine, có các trường hợp thương vong được báo cáo ở khu vực Dnepropetrovsk và ở thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine. Theo Dmitry Yivitsky, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Sumy, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở quận Romny. Valentin Renzichenko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của khu vực Dnepropetrovsk, nói rằng các lực lượng Nga đã pháo kích vào khu vực này suốt đêm. Ông cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 hỏa tiễn hành trình, trong khi một hỏa tiễn khác bắn trúng một cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ra hỏa hoạn. Yuri Igat, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết 26 máy bay không người lái được gọi là Kamikaze đã bị phá hủy trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai ở miền nam đất nước. Putin đã biện minh cho các cuộc tấn công vào tuần trước rằng các cuộc pháo kích là để trả đũa một vụ nổ ngày 8 tháng 10 trên cầu eo biển kết quan trọng về mặt chiến lược nối lục địa Nga với bán đảo Crimea đã bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Cơ quan an ninh của Điện Cẩm Linh, tức là Cơ quan An ninh Liên bang, gọi tắt là FSB, ngày 12 tháng 10 tuyên bố rằng vụ nổ đã được tình báo quân đội Ukraine lên kế hoạch trong nhiều tháng. Nhà chức trách Ukraine chưa nhận trách nhiệm về vụ việc. Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Zekman Galuchen, khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị tấn công bằng hỏa tiễn trong 2 ngày trong các cuộc không kích tuần trước. Zelensky đã phản ứng lại các cuộc tấn công sáng nay trong một tuyên bố trên Telegram. Suốt đêm và suốt sáng, địch khủng bố tinh thần dân thường. Máy bay không người lái và hỏa tiễn Kamikaze đang tấn công toàn bộ Ukraine. Một tòa nhà dân cư đã bị tấn công ở Kyiv, ông nói. Kẻ thù có thể tấn công các thành phố của chúng ta, nhưng nó sẽ không thể khiến chúng ta đầu hàng. Quân xâm lược sẽ chỉ nhận được sự trừng phạt công bằng và sự lên án của các thế hệ tương lai. Và chúng ta sẽ có được chiến thắng. Zelensky nói, dù 100.000 người Nga chết đi nữa, vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của Điện Cẩm Linh về chiến tranh.
The Newsweek có bài tường trình nhan đề Zelensky says 100,000 dead Russians won't change Kremlin's mind about war. Nghĩa là Zelensky nói dù 100,000 người Nga chết đi nữa vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ của Điện Cẩm Linh về chiến tranh. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sử dụng một phần bài phát biểu trên truyền hình tối thứ Bảy của mình để nói rằng những cột mốc quan trọng về cái chết của người Nga trong cuộc chiến đang diễn ra sẽ không làm thay đổi suy nghĩ của Điện Cẩm Linh về việc tiếp tục chiến đấu. Ông Zelensky cho biết, tính đến nay, Nga phải gánh chịu gần 65,000 người chết khi cuộc chiến bước vào ngày thứ 235. Tổng thống Ukraine cho biết sẽ không thành vấn đề nếu số người Nga thiệt mạng lên tới 100,000 người, Nga sẽ tiếp tục cuộc xâm lược. Zelensky nói, rất nhiều công dân Nga đã hy sinh mạng sống của mình chỉ để cho một số ít người trong Điện Cẩm Linh phớt lờ thực tế. Và tiếp tục, theo cách chôn vùi mọi sự của người Nga, chúng ta có thể nói rằng, cho dù cả 100,000 người công dân Nga phải chết đi chăng nữa, cũng không khiến Điện Cẩm Linh phải mũi lòng suy nghĩ lại về điều đó. Nga đã tập trung quân dọc theo biên giới phía Bắc và phía Tây của Ukraine vào cuối tháng Giêng, trong khi nước này cũng tiến hành tập trận với nước láng giềng Belarus. Nga đã tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm nay và đã có thương vong nặng nề cho cả hai bên. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, lực lượng này bao gồm dân thường Ukraine, chiến binh nước ngoài, quân đội Ukraine và khoảng 64,500 người Nga. Hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết 11 binh sĩ đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương tại một trường bắn ở Belgorod, không xa biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga gọi đây là một hành động khủng bố và hai kẻ khủng bố đã bị giết bằng hỏa lực trả đũa. Điều này xảy ra hai tuần sau một vụ nổ trên cầu eo biển Kursk nối Crimea với lục địa Nga. Nga cũng gọi đó là hành động khủng bố của Ukraine. Zelensky cho biết có nhiều khả năng thương vong của Nga sẽ tiếp tục tăng ở mức hiện nay và nhiệm vụ của Ukraine là tiếp tục chiến đấu vì đất nước của họ khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Chỉ có những chiến thắng thực sự cho Ukraine, chỉ có thế giới tự do mới thực sự bảo vệ chính mình khỏi khủng bố và tống tiền của Nga, bảo vệ bằng các biện pháp trừng phạt, bảo vệ với sự giúp đỡ đối với Ukraine. Chỉ có việc loại bỏ hoàn toàn quân xâm lược Nga khỏi đất Ukraine và loại bỏ khả năng hung hãn của Nga, Zelensky nói. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Nga đã không chiếm được Kyiv, Lviv và Odessa, nhưng họ đã chiếm đóng nhiều vùng ở phía đông Ukraine. Nga đã chiếm phần lớn khu vực Donbass, bao gồm Luhansk, Severodonetsk, Donetsk và Mariupol. Họ đã chiếm bán đảo Crimea vào năm 2014. Hai tuần trước, Nga sắp nhập 4 khu vực của Ukraine là Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Tuyên bố công dân của những khu vực đó đã bỏ phiếu áp đảo cho điều đó. Hôm thứ Bảy, Zelensky cho biết tình hình ở Donetsk và Luhansk là khó khăn. Tình hình rất khó khăn vẫn tồn tại ở vùng Donetsk và vùng Luhansk. Khó nhất là hướng Bakhmut. Zelensky nói, như những ngày trước, chúng tôi đang giữ vị trí của mình. Nhìn chung, ở phía đông và phía nam, chúng tôi đang làm mọi cách để khiến quân xâm lược Nga cảm thấy rằng họ không có triển vọng. Cho dù họ có cử ai đến chiến đấu chống lại chúng tôi đi chăng nữa, thì họ chỉ nhận lấy thất bại, Zelensky nói. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để đưa ra bình luận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.